Chào các bạn, hôm nay bọn mình sẽ giới thiệu với các bạn một ca nội soi đại tràng gây mê. Một bác 64 tuổi, hay đau bụng ở dưới và hay bị đi ngoài rối loạn phân, có những ngày đi ngoài tận 5-6 lần. Nội soi đại tràng gây mê là một cái ưu việt giúp cho người bệnh không đau. Bác này có nhiều cái yếu tố tiên lượng nội soi rất là khó, như là bác này gầy yếu rồi lại đi ngoài nhiều lần. Bác này cao mét gần 1m6 và nặng có 45 cân. Mời các bạn. Thử hơi nước, thử hệ thống hút, giống mức hơi thấp, bật đèn là bắt đầu. Các bác gầy thì cái dung tích ở bụng nó bé, nên ra các cái đoạn gấp góc thường ở góc cạnh hơn, qua hậu môn là đến trực tràng, chưa được sạch lắm. Nhìn thấy đường đi, chúng ta đưa dây đúng theo nguyên tắc, đường đi ở vị trí 5 giờ. Đoạn này thường bọn mình sẽ đây có một cái clip tăng sản, thường xoay dây ngược chiều kim đồng hồ để hơi áp máy chút là để nó tiếp cận được cái vị trí cái đường đi đấy. Đi ngoài nhiều là thường là cái nhu động nó sẽ tăng và gầy nữa, thành ra là nhiều yếu tố tiết lượng soi khó. Tất nhiên có gây mê thì sẽ thuận lợi nhất cho quá trình soi. Đây là đường đi đây. Nó đang vị trí giữa màn hình, bơm hơi một chút, nó đang co thắt, chưa sạch lắm, bơm rửa để nó mở cái lòng, đang bơm hơi đây mà nó vẫn không chịu, co thắt nhiều ạ. Đường đi ở vị trí 12 giờ đây, 11 giờ, 11 giờ đây. Đây, đưa dây một chút đây, đường đi đây, một giờ đấy, rất là khó. Nhìn thấy đường chúng ta tiếp tục đưa dây thôi, đưa dây đây. Đoạn này có thể là sẽ đau nên là có thể kích thích làm cho người bệnh, nếu mà tỉnh là sẽ đau đoạn này, đưa dây đây. Thế nếu mà bệnh nhân tỉnh thì chúng ta động viên bệnh nhân, thế còn bệnh nhân đang mê rồi thì cũng rất là cẩn thận, rồi thì bác sĩ gây mê sẽ cần để ý xem đoạn này có tỉnh không, có thuốc mà chưa mê sâu là có thể bệnh nhân có những phản ứng ở giai đoạn này. Thế đường thì chúng ta tiếp tục đưa dây thôi, tiếp tục đưa dây. Khi nào mà đưa dây đến khoảng độ 60-80 cm cách rìa hậu môn thì chúng ta sẽ rút dây. Chỗ này đang ở 60 rồi, đưa thêm một chút nữa xem. Vẫn nhìn thấy đường, chúng ta tiếp tục đưa dây. Ở đây có vẻ như đang ở trong đại tràng trái hay góc trái. Ở đây chúng ta sẽ rút dây và xoay dây theo chiều kim đồng hồ để tháo xoắn. Đấy, khi chúng ta rút dây này, không hề nó trên màn hình nó không hề tụt đi tí nào, chứng tỏ nó đang cái tháo cái cuộn ống. Đây là một cách đi dây qua đại tràng sigma hay gặp. Rút đến đây là 40 cm cái rìa môn thì nó vào khoảng chỗ góc trái này. Đưa dây và đẩy dây nó tiến theo trên màn hình này là hết cuộn ống rồi đây. Hút hết cái dịch, chưa được sạch lắm nhau. Đẩy dây này thì nếu bệnh nhân tỉnh là sẽ đau. Đây đường đi. Qua đây là đường đi ở vị trí 6 giờ, chúng ta sẽ đau máy xuống. Và đường đi nó ở vị trí chỗ đồng 7 giờ, 8 giờ đây. Ta hết rồi, đường đi. Có vẻ như đây là chỗ góc phải đây sao? Gần đến góc phải, là rút dây xoay dây góc phải để bóng gan bóng đẹp tí đấy, xoay dây ngược chiều kim đồng hồ đến được cái góc này chúng ta sẽ hút bớt hơi, nếu nó làm xẹp cái lòng đại tràng lại nó sẽ làm cái góc này nó ngắn bớt lại và chúng ta sẽ từ từ đưa dây rất chậm rãi để nó cố gắng móc được cái dây này vào cái góc này. Chưa móc được, móc được đây nữa vào đại tràng phải nữa là xong rồi. Ta để dây chưa được, được rồi, ok đấy. Này đang đau máy rồi, vào cái vào trong đại tràng phải đấy rồi, ok, bật quá chưa sạch, đây vào trong đại tràng phải rồi. Nếu mà đúng như cái dự định kiến thì qua chỗ này sẽ nhìn thấy manh tràng thôi. Rút dây, wow, đây rồi. Ok, quá, đây manh tràng đây rồi. Ai ra mời người nhà vào, bật quá, cọc. Ok, chuẩn bị chưa sạch, chưa tốt cho nên là rất là bật.
da này bắp này gầy yếu cho nên là khi rút dây này các cái góc nó gập góc nhiều cho nên à, anh là con à? So hết đại tràng của bố anh rồi anh ạ. Anh có thể ngồi quan sát cùng với các bác sĩ xem. Đây là cái gốc ruột thừa đấy. Nơi cuối cùng của cái đại tràng. Chứ được sạch lắm, bơm rửa thứ rồi mà nó vẫn chưa sạch ấy. Có thể phải cử động này quan sát rồi. Văn Bùng Hành ngay sát cái này vào Văn Bùng Hành sẽ khó lắm. Bẩn quá. Đây đây. Vào tuần non xem vào được. Con này sẽ khó nhìn đi. Van này. Không vào được. Đây là đúng là đây là van đây. Con này không cố vào. Cũng sẽ được nhưng bụng bác này gầy xẹp lép xẹp này khó. Bật quá bơm rửa. Ủa anh chuẩn bị chưa được sạch anh ạ, nó vẫn còn nhiều cái dịch phân nó bám lên bơm rửa không sửa. Cản trở cho quá trình quan sát này. Nhưng mà cái này thì chưa thấy tổn thương gì anh ạ. Tất nhiên là bố anh thì chuẩn bị chưa được tốt. Cái mạc thì hồng hào đẹp. Đang còn đại tràng ngang. Nhưng mà cái tương đối tốt. Nằm nghiêng này thì dịch nó vẫn có thể động cả trận đại tràng ngang. Không điển hình như nằm ngửa. Hiện tại cũng chưa thấy tổn thương gì ở đại tràng anh ạ. Nếu không có tổn thương gì thì động viên bố anh 10 năm nữa phải nội soi lại. Hàng năm đi tầm soát bằng xét nghiệm mẫu ẩn trong phân. Nếu mà có thì phải đi nội soi. Chỗ này là đang ở đại tràng trái 40 cm. Bơm rửa sạch. Bình thường ở đại tràng trái nó sẽ động dịch đi. Dịch nó động. Bấm hết cái đờm dẫn, à cái những cái dịch phân chưa sạch để quan sát được hết niêm mạc phía dưới. Ông nhà anh là hay bị đau bụng, hay bị đi ngoài, nó hay rối loạn phân, có những ngày mà đi tận 5 lần. Đấy,
đấy là có thể do cái co thắt đại tràng này nó gây ra đấy. Từ chuyên môn người ta gọi là sợ cái hội chứng ruột kích thích ấy, tức là hay bị đau bụng liên quan đến chuyện đi ngoài mà các triệu chứng nó kéo dài trên 3 tháng mà không có tổn thương gì về niêm mạc ở đại tràng, các cái xét nghiệm các thăm dò khác là cũng không tìm được cái tổn nguyên nhân. Bác này tưởng là khó nhưng mà cũng soi thực ra thì cũng không khó lắm, nhất là đoạn sigma. Nhiều yếu tố, hai yếu tố mà gầy rất sợ có thắt đại tràng nhiều. Ông nhà anh hay thức khuya à? Thế cơ. Thế này ông lại nhiễm những cái hư của thời trẻ này rồi. Ham điện thoại quá là nhiều khi nó cũng gây mất ngủ ấy. Anh động viên ông là nay mai hạn chế rồi, ví dụ đến 10 giờ hay là đến 9 giờ là thôi, không xem điện thoại nữa. À, ông bà mỗi người một cái điện thoại, không ai nói chuyện với ai nữa đấy. Chết thật, cái nguy hiểm của công nghệ nó cũng có cái hay nhưng nó cũng có mặt trái. Nên mà cái tốt chưa thế, đang sigma đấy, đẹp, không vấn đề gì. Tốt quá. Đấy là một cái tốt đấy, là tuổi của các ông bây giờ 60 mấy 64 tuổi này thì có khi bạn bè các thứ gặp nhau qua Facebook, Zalo thứ. Đây mà ham quá thì cũng không. Tuổi cao này đã khó ngủ rồi xong lại thêm những cái đấy nó ham mê. Mình còn thế thì đúng không? Đẹp nhưng mà cũng chưa thấy tổn thương gì cả. Bên ngoài là có một cái tốt, nó polyp tăng sản thì cái đấy lành tính, không phải làm gì. Đây cái tăng sản này, cái nốt polyp tăng sản này. Nó là cái lành tính, nó như nốt ruồi trên da, mình cũng không phải làm gì nó cả. Polyp tuyến thì nó sẽ thì sẽ phải cắt bỏ. Tại sao cái này nó cái polyp tăng sản để mình nhìn vào. Một là cái màu sắc, rồi hai nữa là cái kiểu hình mạch máu cũng như là cái cấu trúc bề mặt các thứ này. Nó là cái tăng sản này. Mà trực tràng đấy. Tốt. Chuẩn bị thì chưa tốt nhưng mà soi kết quả thế là cũng mừng, bởi vì không có tổn thương gì cả. Mọi thứ nó cũng thuận lợi. Đây cái tăng sản nữa đấy. Cái này là một cái điển hình. Cái tăng sản. Của ông có cả chị thì của chị. Ok. Xong rồi anh ạ.